siêu phẩm xe tải cũ chất lượng, giá rẻ bất ngờ. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là Hướng Dẫn Ô Tô. Và dòng nói chung là dòng Audi 500B thì đã quá là quen thuộc ở salon Hướng Dẫn Ô Tô đối với các anh, các chị, các cô, các bác, đúng không ạ? Màu xanh thì rất là nhiều, màu trắng thì có một vài con. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác, đó là một chiếc xe Audi 500B là 217. Đấy, tải trọng là 5 tấn. Điều hòa mát lạnh luôn. Được chưa? Một em biển 34 màu trắng ngọc trinh. Cho bác là hợp phong thủy màu trắng, hãy alo ngay số điện thoại bên em trên màn hình để sở hữu ngay em nó các bác nhá. Và không dài dòng nữa, em sẽ đi vào chi tiết em này cho các bác xem. Đấy, một em Audi 500B 217. Và em sẽ báo giá luôn em này cho các bác, đó là 295 triệu các bác nhá. Đây. Đấy. Chán xe này. Đầu tiên là chán xe nhá. Rất liền lạc. Đấy. Sơn rất là bóng mà có độ lì. Cái này sơn rất là đẹp. Được chưa? Đấy, chán xe rồi lựa thất. Em này vừa mới về salon em các bác nhá. Chưa hề dọn rửa, chưa hề làm gì, nguyên bản hết luôn đây. Các bác nhìn này, bẩn, nước các thứ là nguyên bản hết. Em tranh thủ quay luôn cho nóng cho các bác tham khảo, để có thể lựa chọn một chiếc xe mà nó phù hợp với công việc của mình. Đấy, một chiếc xe mà mới về salon nên nhìn nó rất là thật mắt, nên các bác có thể định giá được cách rõ ràng và xem nó dễ hơn. Chưa? Bình thường là về sau này em sẽ rửa cho nó sạch sẽ, mà vừa về thì em tranh thủ quay ngay thôi. Tại vì cửa này, các bác nhìn tại vì cửa này rất là mỏng nhá. Đấy, tại vì cửa rất là mỏng. Cũng bản mà tít, không hề làm gì cả. Thành thùng. Cái phần lốp này, lốp lắp, có nhìn lốp lắp này. Đấy, cái phần cua lốp này. Cua lốp này. Em này khá là đẹp, khá là đều xe. Một em đời 2017. Đấy, đây là sàn phẳng này, cho bác xem này. Sàn rất phẳng các bác nhá. Ở đây là nhìn nó vừa về, em chưa rửa giấy gì, nó nhìn nó hơi bẩn tí thôi. Còn em này mà em mà rửa xong nó lại lung linh, nó lại đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Đấy, tất cả sàn sóng này và phần taxi này, ốc ác này, ốc ác các bác nhìn, ốc ác chưa dọn rửa gì mà ốc ác nó còn đẹp này, kính chống sơn bảo hành các thứ luôn, đầy đủ hết. Đấy, chưa dọn đẹp gì nó còn đẹp thế này cơ mà. Taxi thì nền nạc, không gãy đạp, không bảo mang tít. Đấy, sàn sóng rất là đẹp nhá. Lốp láp em này thì cực ổn. Đấy, lốp lắp này rất ổn. Em này về các bác chỉ việc chạy thôi, tán phí dài. Để em sẽ xem cho các bác em này nó sàn chưa các bác nhá. Hôm nay em được biết thì chắc là chưa lót sàn các bạn. Đây, em sẽ quay ngay thôi. Đây, em này chưa lót sàn các bác nhá. Nhưng mà sàn rất là đẹp luôn. Sàn không bị võng đâu. Sàn rất là đẹp luôn đấy. Con này chở đồ rất là nhẹ nên nó không cần phải lót sàn. Được chưa? Chở đồ rất là nhẹ, chuẩn bị chắc chắn. Về các bác chạy đồ, chở sâu, chở bò được hết. Cái dòng 500B này nó khỏe, không phải bàn cãi gì nhiều. Em này về chỉ biết kiếm tiền thôi, chả phải làm thêm một cái gì cả. Chưa? Và nếu các bác mà thấy em nó phù hợp với công việc của mình và thấy kết em nó màu trắng phong thủy phù hợp với cái mệnh của mình để đem lại sự may mắn trong làm việc, trong kinh doanh, làm ăn kinh tế, thì alo ngay số điện thoại bên em trên màn hình các bác nhá, để sở hữu ngay em nó. Và em xin báo giá lại em này là em Audi 500B đời 2017, tải trọng là 5 tấn, có điều hòa, xe rất là đẹp luôn. Và giá em nó là limit tại hệ thống của nó tu, đó là 295 triệu. Và nếu các bác mong chờ những video tiếp theo vào ngày mai thì hãy bấm nút đăng ký ở tượng cái chuông ở bên dưới
để là người đầu tiên nhận được những video sớm nhất từ bên em coi nhá. Và chúc các bác ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của Hướng Dẫn Ô Tô. Xin chào và hẹn gặp lại.